Số 1. Bài tập ngậm muỗng. Bài tập này có tác dụng tuyệt vời trong việc nâng xương gò má và làm mờ các nếp nhăn khóe miệng một cách tự nhiên. Và nhờ các chuyển động kéo siết của động tác này, các cơ ở cổ có thể trở nên khỏe hơn và thậm chí nó còn giúp cải thiện lưu thông máu. Để thực hiện bài tập này, đương nhiên bạn sẽ cần một cái muỗng. Một cây bút bi hoặc bút chì cũng sẽ rất hiệu quả. Trước tiên, hãy đảm bảo dụng cụ này sạch sẽ nhé, vì bạn sẽ đặt nó vào miệng. Bạn chỉ cần giữ phần tay cầm của muỗng giữa đôi môi của bạn sao cho phần bụng thìa hướng ra ngoài. Hãy sử dụng các cơ hàm để nâng muỗng. Sau đó hãy cố gắng mỉm cười trong khi cán muỗng vẫn ở giữa môi bạn. Giữ tư thế này trong 5 đến 10 giây. Bây giờ hãy thư giãn cơ hàm của bạn trong khoảng 10 giây hoặc lâu hơn một chút. Lặp lại động tác này 10 lần nhé. Bạn có thể tập bài tập này mỗi sáng sau khi thức dậy và một lần nữa trước khi đi ngủ. Số 2. Mặt hề. Bài tập này được gọi là mặt hề, nhưng đừng lo, bạn sẽ không phải vẽ vời gì lên mặt đâu. Bài tập cơ mặt này là một sự thay thế tuyệt vời cho hoạt động nâng cơ mặt vì nó ngăn làn da không chảy xệ cũng như giúp giảm đi các nếp nhăn ở khóe miệng. Hãy bắt đầu bài tập bằng cách nở một nụ cười thật to trong khi giữ cho đôi môi của bạn chạm nhau. Trong khi cười đến tận mang tai như vậy, hãy nhăn mũi lại một chút. Bây giờ thả lỏng nụ cười ra và để khuôn mặt bạn trở về vị trí bình thường. Tiếp theo hãy mím chặt môi lại. Trong khi môi bạn đang mím, hãy tiếp tục và ấn cằm xuống thật nhẹ nhàng bằng một ngón tay nhé. Khi cằm bạn đã hướng xuống, hãy lặp lại động tác nụ cười lớn và mím môi như bạn đã làm khi nãy và giữ nguyên trong 5 giây. Thực hiện bài tập này 10 lần vào buổi sáng hoặc buổi tối, bất cứ khi nào bạn thấy thuận tiện hơn nhé. Số 3. Đẩy lưỡi. Bài tập này nhằm làm khỏe cơ platysma, cơ này có vị trí ở phía trước cổ của bạn. Khi chúng ta già đi, cơ platysma trở nên yếu hơn, vì vậy khiến da trên cổ và xương hàm bị chảy xệ. Hãy bắt đầu bài tập bằng cách đứng hoặc ngồi thẳng lưng. Hãy ngửa đầu lên một chút sao cho bạn có thể nhìn thấy trần nhà nhé. Bây giờ từ từ ấn lưỡi của bạn lên vòng miệng. Nếu bạn cảm thấy các cơ ở cổ bị siết chặt thì bạn đang làm đúng rồi đó. Trong khi đang giữ lưỡi áp vào vòng miệng, hãy đưa đầu về vị trí nghỉ ngơi bình thường nhé. Giải phóng sự căng thẳng ở lưỡi. Hãy lặp lại 10 lần kỹ thuật này mỗi ngày cho một chiếc cổ thon đẹp và săn chắc nhé. Số 4. Nâng lông mày. Cũng giống như những phần còn lại của khuôn mặt, vùng da trên trán của bạn sẽ nhăn nheo và chảy xệ theo thời gian, khiến lông mày của bạn trôi xuống thấp dần. Bài tập này không những giữ cho lông mày của bạn ở vị trí bạn muốn mà còn giảm nếp nhăn trán nữa. Để thực hiện bài tập, hãy đặt một ngón trỏ của mũi bàn tay lên vùng da giữa lông mày và mí mắt. Bây giờ sử dụng cơ trán của bạn để nâng lông mày lên cao nhất có thể, đồng thời kéo phần da bên dưới lông mày của bạn xuống nhé. Lặp lại động tác này 10 lần, một lượt vào buổi sáng và một lượt trước khi đi ngủ. Hãy nhớ rằng, vùng da quanh mắt của bạn rất mỏng manh và nhạy cảm, vì vậy điều quan trọng là phải thật nhẹ nhàng khi chạm vào đó đấy nhé. Số 5. Chữ V. Nếu bạn đang lo lắng về các nếp nhăn đang phát triển quanh mắt, hay còn được gọi là những vết chân chim, thì bạn sẽ thích bài tập chữ V này lắm đấy. Mẹo nhỏ này cũng hỗ trợ bạn trong việc loại bỏ bọng mắt và cùng tâm nữa. Bạn chỉ cần chạm vào cả hai đầu của lông mày bằng ngón trỏ và ngón giữa, cả hai bên lông mày cùng một lúc. Hình dạng các ngón tay của bạn trên mỗi lông mày sẽ tạo thành hình chữ V, cho nên bài tập này mới có tên như vậy. Tiếp theo, hãy nhấn nhẹ những đầu ngón tay này trong khi duỗi căng lông mày ra nhé. Bây giờ, nhìn lên trần nhà và bắt đầu nâng mí mắt dưới của bạn lên. Bạn cần giữ tư thế này trong vài giây. Thực hiện động tác 7 lần. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhắm chặt mắt lại trong 10 giây. Bạn có thể luyện tập kỹ thuật này một lần mỗi ngày vào buổi tối. Bạn đã bao giờ thử các bài tập với cơ mắt như thế này chưa? Hãy cho chúng tôi biết động tác nào có hiệu quả đối với bạn trong các bình luận dưới đây nhé. Đừng quên cho video này một cái like và chia sẻ nó tới bạn bè của bạn.